ngày thi đấu áp chót SEA Games 31. Hôm nay là chung kết các môn đua thuyền, cờ vua, xe đạp, đường trường, aerobic, bóng ném, cầu mây và đều là những hy vọng vàng của đoàn thể thao Việt Nam. Canoeing có một ngày rực rỡ khi Trương Thị Phương, Diệp Thị Hương, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Ngân về đích đầu tiên ở nội dung thuyền 4 nữ cự ly 500m. Nguyễn Thị Hương tỏa sáng ở nội dung canoeing 200m nữ. Không chỉ lặn, canoeing, cầu mây, vo vi nam, xe đạp có thể liên tiếp mang về tin vui. Đô cử Phạm Thị Hồng Thanh phá 3 kỷ lục SEA Games ở nội dung 64kg nữ, cử giật 104kg, cử đẩy 126kg và tổng cử 230kg. Ở bộ môn cờ vua, Lê Quang Liêm và Lê Tuấn Minh giành huy chương vàng đồng đội cờ chớp với 8,5 điểm. Bộ môn judo cũng giành về huy chương vàng liên tiếp. Vo Vi Nam có huy chương vàng ở chung kết nội dung 55kg nam đối kháng. Kết thúc ngày thi đấu 21 tháng 5, đoàn Việt Nam tiếp tục dẫn đầu SEA Games 31 với 173 huy chương vàng, 102 huy chương bạc và 100 huy chương đồng. Những ngày này khi Đại hội Thể thao Đông Nam Á SEA Games 31 đang ở những ngày cuối cùng, cũng là thời điểm cộng đồng người Hồi giáo đang chào đón ngày lễ lớn nhất trong năm, lễ hội Hari Raya Adi Fitri. Sau khi kết thúc ngày thi của mình, các vận động viên của đoàn thể thao Malaysia ai cũng háo hức vui mừng đến tham dự lễ lớn nhất trong năm của cộng đồng người dân Malaysia được tổ chức tại Hà Nội. Chúng tôi vẫn đang hoàn thành nốt những công việc và phần thi của mình, nên không thể về kịp để đón lễ Hari Raya cùng người thân. Cũng hơi buồn và nhớ nhà, nhưng khá vui vì Đại sứ quán và cả người Việt Nam đã tổ chức buổi lễ rất đầm ấm này. Để khích lệ và động viên tinh thần của cộng đồng người dân Malaysia nói chung và các vận động viên Malaysia đang thi đấu SEA Games 31 tại Việt Nam, Ngài Datuk Seri Ahmad, Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia đã đến tham dự và lì xì cho mọi người, thực hiện một phong tục đẹp đẽ trong lễ hội của người Malaysia. Hà Nội có khá đông người dân Malaysia đang sinh sống và làm việc. Năm nay, điều đặc biệt là tại đây còn có đoàn thể thao, người hâm mộ từ Malaysia đến tham dự SEA Games 31 tại Việt Nam. Chúng tôi rất vui mừng khi có mặt ở đây để tham dự lễ hội đặc biệt của người Malaysia nói riêng và cộng đồng người Hồi giáo nói chung được tổ chức tại Hà Nội. Quan trọng như Tết Nguyên đán đối với Việt Nam, lễ hội Hari Raya ở Malaysia là ngày lễ lớn của người dân đạo Hồi. Sự kiện như thế này sẽ là dịp để cộng đồng người dân xa xứ, các vận động viên đang thi đấu xa quê có dịp được đón một buổi lễ ấm áp và vui vẻ. Nguyễn Bá Sơn là vận động viên đội tuyển vật Việt Nam. Anh vừa giành được tấm huy chương vàng ở hạng 77kg. Trong suốt thời gian thi đấu, anh luôn nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của người thân trong gia đình và bạn bè. Tổng đoàn của tôi là gồm 47 người, từ Đông Nam, Hải Đức, Hà Nội. Còn ở Huế thì có một người thôi, đi ra bên này để cổ vũ cho cháu Nguyễn Bá Sơn. Là rất hồi hộp và cảm động, sung sướng. 14 năm con gái theo đuổi khiêu vũ thể thao là 14 năm ông Nguyễn Trường Sơn đồng hành cùng con ở mọi giải đấu. Với ông, thành công của con là niềm tự hào của cả gia đình. Mục đích của chúng tôi là gì? Tức là muốn phát triển toàn bộ những cái đam mê của con, miễn làm sao con phát triển được đam mê. Chúng tôi tham gia bộ môn này thì điều quý giá nhất chính là sự đồng hành và cổ vũ của gia đình cả hai bên. Và chính cái sự đồng hành, cổ vũ đấy nó đã khiến cho chúng tôi cảm thấy lúc nào cũng tràn trề năng lượng và lúc nào cũng tự tin. Với kình ngư Nguyễn Huy Hoàng, không một ngày thi đấu nào tại SEA Games năm nay thiếu vắng sự cổ vũ của gia đình. Khán đài của SEA Games 31 luôn là nơi đoàn tụ đầy cảm xúc. Bác rất tự hào về cháu, có là cố gắng làm sao là có sức khỏe để đi cổ vũ và động viên cho cháu. Lúc nào rảnh rồi thì Hoàng mới bắt đầu có cái gia đình ngồi lại tâm sự một tí rồi tôi chắc cũng được nhiều. Bởi vì cháu đi theo đoàn thôi. Nên là phức tạp lắm. Hơn ai hết, sự quan tâm ủng hộ của gia đình, bạn bè và các khán giả là yếu tố quan trọng giúp cho các vận động viên tự tin, bản lĩnh và mang vinh quang về cho thể thao nước nhà.